Trong không khí hân hoan của những ngày đầu năm mới xuân Quý Mão 2023, sáng nay Ủy ban Nhân dân quận Thanh Khê long trọng tổ chức lễ hội cầu ngư truyền thống nhằm kịp thời động viên ngư dân ra quân sản xuất gặt hái bội thu. Lễ hội cầu ngư gắn với tín ngưỡng thờ cúng thần Nam Hải, lấy hình tượng cá ông vì thần biển hộ mệnh của ngư dân. Đối với đời sống cộng đồng dân cư vùng biển như tại quận Thanh Khê, lễ hội cầu ngư là lễ trọng lớn nhất trong năm, vừa cầu mùa, cầu ngư, tế ngư thần, bày tỏ khát vọng một năm trời yên biển lặng, thuận buồm xuôi gió, tôm cá đầy khoang. Năm nay, lễ hội cầu ngư quận Thanh Khê diễn ra trong 3 ngày, gồm các nghi lễ truyền thống và phần hội được tổ chức đan xen như hoạt động mang đậm tính dân gian của làng chài như đan lưới, gánh cá, quay thúng, ẩm thực, mâm hương vị biển, hát tuồng, hát bả trạo, hồ hội bài tròi và những môn thể thao trên biển. Cái hồ thơ bà chùa là mấy năm là coi như là ở là coi như là rước là coi như hậu ông, mà năm nay rước cái đoàn cử chỉnh của thành phố Đà Nẵng, nên do đó là coi như khó khăn. Và đồng thời nữa là cái vấn đề lễ cầu ngư là mấy năm trước là coi như chỉ có bo phường ven biển, mà năm nay là coi như là có phường lân cận là coi như là tập tạng là số bà con đi tham dự là 350 mấy đoàn tập quốc đoàn thể là 350 mấy. Dịp này, Ủy ban Nhân dân quận Thanh Khê cũng phát động bà con ngư dân trên địa bàn ra quân bám biển, khai thác thủy hải sản đầu năm. Sau cái phần lễ chính thì quận cũng phát động các ngư dân, các thuyền bè tổ chức ra khơi đầu năm để cầu cho một cái năm mùa màng bội thu, một cái năm là thuận buồm xuôi gió. Để tổ chức lễ như hôm nay thì quận cũng đã thành lập một cái ban tổ chức lễ hội và các phân công tổ chức phân công các thành viên trong ban tổ chức lễ hội tổ chức nhiều cái nội dung trong nhiều tháng qua và phân công lực lượng cụ thể cho các lực lượng đảm bảo về cái an ninh trật tự, các lực lượng hậu cần để cái tổ chức lễ hội diễn ra thuận lợi và thành công. Tại lễ hội còn có các gian hàng trưng bày sản phẩm thủy hải sản và các sản phẩm chế biến từ thủy hải sản của nhân dân ba phường ven biển, các gian hàng trưng bày sản phẩm đặc trưng của 10 phường trên địa bàn quận Thanh Khê.